Đúng không? Hello. Can you hear Khánh? Can Hello. hear me? Okay, hello. Hello. Con nghe thấy cô không? Okay, so how are you today? Are you today? How are you today? Còn nhớ không? How are you là gì nhở? Là gì con? Bạn có thể đánh vần tên của bạn không? Okay, good. Not, no, sorry. How are you not? Can you spell your name? How are you not? How can you spell your name? How are you là con có khỏe không chứ? Đúng không? Đúng không Khánh? Okay, thì con trả lời đi. Con nhớ không? Nhớ không con? Là gì? Hôm nay con cảm thấy như thế nào? No. No? Not no. Không phải no. Nếu con khỏe thì con sẽ trả lời là I'm fine. Thanks. Con có khỏe đâu. Con không khỏe. Không khỏe hôm nay con nào? Bị hết xì mà. Con bị làm sao? Bị sốt hay bị gì đó. Con bị sốt á? Okay, so have you test COVID-19 yet? Con test COVID chưa? Con đã đi test COVID chưa? Chưa hả? Chưa. Oh, okay, so you should tell your mom. Okay, con có thể con nên bảo mẹ con được chưa nào? Con nên kể với mẹ để mẹ cho đi test COVID nhá. Okay, and remember to be careful when you go out. Cẩn thận khi mà đi ra ngoài nha. Ok. Nào, hôm nay cô sẽ chia sẻ bài học ngày hôm nay nha. Ok, con nhìn thấy bài chưa con? Chưa. Bây giờ con nhìn thấy chưa? Bài gì vậy? Con nhìn thấy cái màn hình ấy. Màn hình gì? Cái màn hình đi con. Con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy con trồn chưa? Con nhìn thấy con trồn chưa? Chưa. Chưa? Con trồn nào? Ok, con nhìn thấy chưa? Khánh ơi. Con nhìn thấy chưa? Có chồng nào? Con nhìn thấy chữ test one chưa? Con đang nhìn thấy gì? Con đang nhìn thấy hả? Con đang nhìn thấy thấy gì? Cái số 1 à? Ok, đúng rồi, chính xác đấy. Đó chính là bài học ngày hôm nay, được chưa? Ok, so today we will learn about speaking test. Hôm nay chúng mình sẽ học về một bài kiểm tra nói, được chưa nào? Ok, now, speaking. Okay, so the first one, để giới thiệu về bản thân thì đầu tiên mình sẽ nói gì? Hello, I am cộng với gì nhỉ? Ví dụ con muốn nói là xin chào, tôi là Khánh. Thì con sẽ, con có đang nhìn thấy màn hình cô giáo chỉ không? Có một cô giáo đang chỉ ấy. Đúng rồi, okay, tốt. Okay, now, so when you introduce yourself, khi mà con giới thiệu bản thân, so what do you say first? What things should you introduce first? Điều gì mà con nên giới thiệu đầu tiên? Nên giới thiệu tên đúng không?
đúng không Khánh? Ok, thế thì chúng ta sẽ có một câu, đó chính là xin chào tôi là. Ví dụ cô sẽ là xin chào tôi là Hương, con thì sẽ là xin chào tôi là Khánh, được chưa? Ok, thế thì con sẽ nói như thế nào? Thì sẽ là hello, xin chào là hello, hoặc là hi, được chưa nào? I am cộng với cái gì của mình ấy nhỉ? Cộng với gì? Ví dụ hello I am Hương thì cộng với gì? Sau I am thì sẽ là gì? Đúng rồi, chính xác. Ok, nào, con ghi theo cô nhá. Con ghi vào vở cho cô nhá. Hello. Là hi. Chúng con. I am. Cùng với tên. Okay. Được chưa? Cấu trúc đây, hello hoặc hi, I am cộng với tên, được chưa nào? Xin chào, tôi là, tôi tên là gì đó, được chưa? Ok, chúng ta có ví dụ này, cô đã cho Khánh ví dụ, đó chính là hello, I am Khánh, được chưa? Ok, con đọc lại cho cô một lần nữa nhá. Hello, I am Khánh. Đọc đi con. Hello, I am Khánh. Khánh. Hello, I am Khánh. Hoặc là hi, I am Khánh. Được chưa nào? Đọc lại đi. Hi, I am Khánh. Hi, I am Khánh. Ok, good. Được rồi. Ghi vào vở, ghi vào vở cho cô. Ghi vào vở cho cô. Con viết xong chưa con?
Con viết xong chưa? Khánh. Khánh ơi, con viết xong chưa con? Khánh ơi. Con mở to to tiếng lên, nói con không có nghe. Thế á, con mở to hết cỡ rồi. To hả? Ừ. Con chỉnh lại. Con cũng nè. Mở to hết cỡ luôn rồi. Cái iPad với cái tai nghe con mở to hết cỡ rồi mà sao giọng con nhỏ thế? Con viết xong chưa? Con viết xong rồi. Ok, được rồi. Tiếp nha. Next. Ok, so the second thing. What is your name? Câu hỏi này học rồi. Con có nhớ what is your name là gì không? Bạn có thể đánh vần tên của bạn không? Đấy, sai rồi. What is your name? Sai mất rồi. What is your name là gì con? Gì con? Phải là tên của bạn là gì chứ? Quên rồi à? Chưa nào? Trả lời sẽ là I am cộng với tên. Chưa nào? Ví dụ. Ví dụ là what is your name? Có một người hỏi con là what is your name đúng không? Thì con sẽ trả lời là sorry, I am cộng tên. Hoặc là my name is tên. Thế nào? Ok, what is your name? Thì con sẽ trả lời là I am Khánh. Hoặc là my name is Khánh. Thế nào? Ok, nhắc lại cho cô nào. Trả lời lại cho cô. Khánh ơi, tập trung vào con. Trả lời lại cho cô nào. What is your name? What is your name? Khánh? What is your name? Trả lời cô, trả lời như nào nhỉ? Con ơi. My name is Khánh. Ừ, đúng rồi. My name is Khánh hoặc là I am Khánh. Được chưa nào? Ok, con ghi vào vở đi con. Con ghi cái cô viết vào vở đi con. Cô ơi. Ơi. Sao cô nói con không có nghe gì hết vậy cô? Cô mở to hết cỡ nữa ơi. Cô mở hết sạch cỡ rồi, không còn gì nữa. Bởi vì nó là cái ghi âm trong máy tính mà con. Mà cô ngồi rất gần nó ấy. Con kiểm tra lại cái tai nghe xem. Con thử rút cái tai nghe đấy ra xem có to hơn không. Không có to cô ơi. Rút ra là cô nói nó không có to. Bây giờ con nghe thấy chưa? Thế rồi. Ok. So can you answer me? Con có thể trả lời cô không? What is your name? My name is Khánh. Ok, good. My name is Khánh. Chưa? Hoặc là I am Khánh. Ok, good. Ghi vào trong vở cho cô. Và nhớ cho cô nha. Cái này cô dạy một lần rồi mà con quên đấy. What is your name là tên của bạn là gì? Chứ không phải là cách đánh vần tên nha. What is your name? What là cái gì? Vậy thì câu này sẽ là tên của bạn là gì? Được chưa nào? Ok, ghi vào vở cho cô. Ghi vào vở đi con. Cô đi Khánh.
Ok, ghi đi con. Ghi đi con ơi con ghi đi. Đi xong rồi cô. Ok, next. Ok, tiếp theo nha. How old are you? Là câu hỏi về gì con nhỉ? How old are you? How are you? Là comment về gì? Là câu hỏi về gì con? Con? How old are you là gì con? Khánh nghe thì cô không? Khánh trả lời cô đi. How old are you là câu hỏi về gì? Là câu hỏi về sức khỏe. Sai rồi. Câu mà con, câu là già chứ. Vậy thì già sẽ phải liên quan tới tuổi chứ con. Nào ghi vào. How old are you? Tập trung vào con ơi. Bạn bao nhiêu tuổi? Trả lời là hai em cộng với số tuổi. Được chưa? Ví dụ hai em có bao nhiêu tuổi con? Con bao nhiêu tuổi? Không biết. Hả? Con không biết á? Không biết. Con không biết có bao nhiêu tuổi á? Được. Con học lớp mấy? Học lớp 3 đúng không? Ờ. Ok, vậy con sẽ là 8 tuổi. 8 years old. Nhưng mà đây là kỳ 2 mà. Ừ, vẫn thế mà con. Thầy con nhiều đi. Anh ghi xong chưa?
Xong chưa con? Cô gọi mẹ nha, con đang mệt quá à con? Con đang nóng chán. Thế à, đợi cô gọi mẹ nhá. Bùi Quỳnh Hương chứ bố. Bùi Quỳnh Hương gì bố? Con giáo hả? Giáo viên Bùi Quỳnh Hương kìa. Mày hát kìa. Giáo viên Bùi Quỳnh Hương gì bố? Con nói cho con đi. Con đang mệt quá đúng không? Để cô gọi mẹ con chứ. Con mệt quá con có học được không? Nhưng mà mẹ con đang bán thuốc. Hỏi gì mẹ? Alo chị ạ. Hỏi gì mẹ? Alo. Alo anh ạ. À. Vâng vâng. Anh ơi, em bé hôm nay bị đang bị ốm mà mệt quá mà cứ học cứ bị gục kia. Anh lên lên anh lên xem bé kiểm tra nhiệt độ hộ bé hộ em đấy ạ. À? Trông bé mệt lắm ạ. Vâng. Nóng chán. Cứ gục suốt ạ. Anh lên xem giúp em nhé. Vâng, vâng, em cảm ơn. Học nhớ mấy người vậy? Hả? Học nhớ mấy người vậy? Hai người. Con học với cô đây hả? Dạ. Sao nóng chán làm sao? Ừ, sợ chán rồi. À, em chào anh ạ. Ừ, hơi ấm ấm đầu, nhưng mà cũng ráng học được mà không sao. Học đơn giản thôi. Bởi vì chỉ còn là 2 thôi ạ. À. Vâng, em chào anh. Bật nước tiếng cho bố nói chuyện với cô đi. Chỉ còn 20 phút nữa thôi nhưng mà em thấy là bé cứ bị gục gục ấy ạ. Em sợ bé không học được mà kêu mệt. Nó chỉ học hạt nhẹ thôi tại anh cách nó có 3 mét à. À vâng. Vâng, em sợ bé mệt quá bé không học được ấy ạ. À? À, vậy hôm khác cứ học tiếp thôi. Sao đâu cô? Vâng, nhưng mà thôi, hôm nay cứ học cố tầm 10 phút nữa được không ạ? À? Bởi vì sắp hết buổi rồi ạ. Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Vâng. Ok, thì anh học tiếp cô nhá. Rồi, rồi, mình ngồi đây có được không cô? À, được ạ. À? Rồi, cô cứ dạy đi. Vâng. Có gì mình sẽ xem. Vâng, anh theo dõi cháu giúp em với ạ. À? Bởi vì em thấy Khánh hơi mệt. Ok. Vâng, vâng, vâng. Ok. Con ghi xong chưa Khánh? Ghi xong chưa? Ok. Còn nó lớn tiếng lên. Thế con trả lời lại một giúp cô một lần nữa nào. Thế khi mà một người hỏi con là how old are you, con sẽ trả lời như thế nào? Con sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Con sẽ trả lời là I am cộng số tuổi cộng với years old. Con I am cộng với số tuổi của con cộng với years old. Con thế vậy thì con sẽ... Thế vậy thì con sẽ trả lời như thế nào? Tôi là 10 tuổi thì ai à, tôi là 9 tuổi thì I am là tôi là nay là 9 old 9 tuổi. Ok. Thế con trả lời lại. Phải không? Vâng đúng rồi ạ. Thế anh trả lời à thế Khánh trả lời lại cho cô nghe xem nào. How old are you? How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Đúng không? Anh trả lời như thế nào nhỉ? Thì tôi, I am. Con mấy tuổi? Nói tiếng Việt chứ, nói tiếng Anh sao? 9 tuổi. Tôi 9 tuổi, chứ là đâu phải 9 tuổi. Tôi 9 tuổi, thì sao? I am, tôi. I am, là... số tuổi của con, số 9 là tiếng Anh là gì con nhỉ? Số 9 tiếng Anh là gì? 9. Ok, con cộng thêm với years old. Year là cái year là năm, old là tuổi, năm tuổi. Ok. Nay year old, 9 năm tuổi. Tiếng Anh gọi là vậy, còn mình chỉ nói là 9 tuổi thôi, tiếng Việt là 9 tuổi thôi, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. À, ok, thì Khánh đọc lại theo cô nhá. Ok, I am 9
Years old. Okay, good. Okay. Now, cái chữ O nó có chữ đờ cuối đúng không con? Nó có chữ đờ đúng không? Thì con sẽ bật âm up đờ, bật không phải đập bật, không phải con đọc nguyên cái chữ đờ ra mà con sẽ được chưa? Old. Okay, I am 9 years old. Okay. Con đọc lại cho cô nghe xem nào. Cái giọng của cô. Rồi đọc đi. How old are you? Không có my name là tên của tôi. Ha, tôi là bao nhiêu tuổi? How old are you mà chứ phải bắt cho anh em đâu. How old are you? Hình như how old là bạn bao nhiêu tuổi? Hôm nay bị ốm quá anh ạ. Nếu mà lần sau nếu mà bé bị ốm quá thì anh chị cứ bảo em sẽ cho bé học bù vào buổi khác nha. Chứ cứ học ốm thì bé cũng không tiếp thu được mấy. Mệt quá mà. Đó. Thì hôm nay em cho bé nghỉ sớm một tí anh nhá. Vâng. Để hôm sau em dạy bù cho bé 15 phút cuối. Bởi vì trông mệt quá thôi anh cho bé uống thuốc đi ngủ đi anh ạ. Anh ạ. Rồi. Anh khuyên cô chút xíu thôi. Thằng Khánh nó học tiếng Anh chậm. Vâng. Nó không có gọi là nó trừu tượng được. Vâng. Tiếng Anh nó lúc phải trừu tượng. Có đồng ý không? Trừu tượng là gì? Tượng giống như là nhưng mà ý là nó phải rõ một chút. Vâng. Rõ là gì quá. Rõ ràng, ý rõ ràng. Khánh thì cũng không phải học kém đâu ạ. Em bé cũng không học kém đâu, em bé cũng vẫn tiếp thu được rất là tốt. Tuy nhiên hôm nay thì tại vì chắc em nghĩ là vì sức khỏe thôi. Thế nên là Khánh bị mệt quá, Khánh không nói được. Đó, thì buổi sau em sẽ, buổi sau thì khi mà Khánh khỏe thì em sẽ dạy bù lại cho Khánh buổi hôm nay. Vâng, quá giờ. Cảm ơn cô. Vâng. Thế anh cho bé đi nha. Good evening. Ok, bye bye Khánh. See you later, bye bye. Bye-bye.